Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay bên em có thêm một chiếc xe Hyundai Tucson. Chiếc này của em là bản 2.0 dầu. Tucson dầu thì nó chỉ có một bản duy nhất thôi mọi người nhá. Đó là bản đắt tiền nhất, cao cấp nhất của Hyundai Tucson. Về cái giá tiền thì nó đắt hơn cả bản 1.6 turbo đấy ạ. Đắt hơn một chút so với bản 1.6 turbo. Gọi là đắt hơn thôi, nó không lệch quá nhiều. Giới thiệu mọi người, chiếc này của em mới chạy được có 8.000 km thôi, sản xuất năm 2020. Màu trắng, nội thất màu kem, biển số tỉnh. Đó, chạy có 8.000 km. Thật sự là rất là mới, xe thì sơn zin đến tầm khoảng 99%. Thật sự là rất là ấn tượng khi mà em nhận được chiếc xe này. Nó còn rất là mới. Trên cái bản này thì nó là form mới, mẫu mới rồi ạ. Mặt ca lăng khác, có thêm đèn pha khác, bốn bóng khác hẳn so với form cũ trước đó. Ngoài ra thì còn khác thêm bộ la răng ở trong nội thất, thì có thêm màn hình thiết kế khác. Nói chung là đây là form mới rồi, form mới nhất thời điểm hiện tại bây giờ mọi người nhá. Tucson dầu là một trong số những chiếc xe mà được rất là nhiều anh chị săn đón, vì là nó ở cái giá thành vô cùng hợp lý so với nếu như anh chị mua Santa Fe thì giá của nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Ở dòng này thì chiếc này sẽ tiết kiệm được rất nhiều mà form dáng vẫn còn rất là đẹp. Đó. Nói chung là ở đời này thì tầm tiền này đi Tucson máy dầu nó là gần như là số 1 rồi. Khi mà chiếc xe này về thì em có một cái video nhận xe, mọi người có thể xem và tham khảo về cái video đó nếu như muốn xem xe ở thời điểm đầu khi mà mới về. Chiếc này thì cũng không phải làm nhiều, chỉ có mỗi dọn nội thất để giao đến tay quý khách hàng thôi. Giá thành của nó thì vô cùng tiết kiệm và giảm được rất là nhiều so với mua mới ạ. Và đặc biệt nữa là nó là sản xuất 2020 nhá mọi người nhá. Sản xuất 19 thì nhiều, sản xuất 2020 như thế này thì cũng không có nhiều đâu ạ. Trên bản này thì được trang bị đầy đủ, không thiếu những cái tính năng gì cả. Đó, lốp sơ cua còn chưa hạ luôn. Còn nguyên bản ở đây có cả cái bạt phủ xe. Đó, còn đầy đủ ạ. Xem ở phía sau để chúng ta có thể dễ dàng để đồ. Đó, ngăn cách khoang chứa đồ ra. Nó có hai ngăn. Thường thường thì mọi người có thể thấy được là những chiếc Tucson mà máy dầu thì hoặc là những xe mà máy dầu ấy, thì chạy rất là nhiều đúng không ạ? Còn chiếc này của em thì nó phải nói là chạy siêu ít luôn. Rất là mới. Đây, ni lông ạ, còn chưa bóc luôn ạ. Đấy, đây nữa. Đó, khoang này ni lông còn chưa bóc luôn. Có thảm rối 5D. Đó, rất là sang trọng. Ở phía sau đây, nói chung là chiếc này còn rất là ok so với một chiếc máy dầu. Bình thường thì những chiếc máy dầu sẽ chạy rất là nhiều trước khi thanh khoản, tức là trước khi bán thì họ sẽ mua về và chạy nói chung là đủ tầm khấu hao hoặc là chạy nhiều một chút thì mới bán. Hiếm khi lắm chúng ta mua được một chiếc máy dầu mà chạy có vài nghìn km như thế này thôi. Thật sự là hiếm lắm ạ. Chạy khoảng vài vạn người ta mới bán thì là bình thường. Còn máy dầu mà chạy có vài nghìn đã bán mà ni lông còn như này thì thật sự là các bác không thể tìm đâu được một chiếc xe thứ hai đâu ạ. Rất là mới luôn. Đây. Đó. Vô lăng cần số thì còn zin nguyên bản đầy đủ. Đó. Ni lông còn rất là nhiều chỗ chưa bóc luôn. Đó. Vô lăng zin. Chân xe thì còn sáng và sạch, rất là ok. Ổn. Đây là ghế phụ nhá mọi người nhá. Ghế phụ được chỉnh điện luôn ạ, đầy đủ ạ. Không thiếu cái gì đâu. Nếu như so với trong cái tầm tiền của nó mà lựa chọn các cái dòng khác thì ghế phụ rất là nhiều chiếc xe sẽ phải chỉnh cơ đấy ạ. Tucson thì nó trang bị đầy đủ. Kể cả các bác mua bản 2.0 xăng thì nó vẫn được trang bị luôn là có hai ghế điện ạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ vào xem khoang nội thất nhá.
Đây mọi người có thể nhìn thấy nhé, sản xuất năm 2020 chứ không phải 19 đâu ạ. Sản xuất 20 nhé, model 2020 luôn, model mới nhất. Rất là mới. Xe chạy 8.900 cây. Đó. Rất là mới luôn. Táp lô đầy đủ, rất là mới. Không hề bị xước sát hay là xấu một chút nào cả. Mọi người có thể nhìn thấy từng chi tiết của chiếc xe này. Xứng đáng là một chiếc xe siêu lướt. Xe này thì em sẽ cho vào list danh sách xe siêu lướt của em nhé. Vì nó là chạy 8.000 km thôi, nhưng mà nó là chiếc xe máy dầu. Và hiếm lắm chúng ta mới tìm được một chiếc máy dầu mà nó lướt như thế này. Bình thường thì mọi người có thể tìm thấy những chiếc máy dầu nó chạy khoảng tầm 2-3 vạn là bình thường. Nhưng mà máy dầu mà chạy có 9.000 km như thế này thì rất là hiếm. Có đầy đủ, có cả cốp điện ạ. Đó. Đây thì có chế độ lái, có 3 chế độ lái cho chúng ta: Comfort, Eco và Sport. Auto Hold và hỗ trợ đổ đèo. Rồi mọi người nhìn những cái chi tiết này còn nguyên ni lông. Ở đây có thêm sạc không dây EQ, đó, rất là tiện lợi, đặt điện thoại vào là tự động sạc. Đó. Rồi, ở đây nữa, rất là mới này. Thật sự là rất mới luôn. Hiện tại thì chiếc Tucson phiên bản máy dầu sản xuất năm 2020 chạy có 9.000 km này, siêu mới như thế này, thì hiện tại bên em đang bán với giá là 890 triệu. Quý vị và anh chị nhé, nếu như anh chị có nhu cầu mua chiếc xe này thì có thể alo cho em qua số điện thoại em đang để trên màn hình để chúng ta cùng thương lượng và trao đổi về giá cả. Bên em có thể hỗ trợ anh chị vay 70%, giao xe toàn quốc cho anh chị. Nếu anh chị nào ưu tiên cho anh chị nào ở xa đặt cọc thì bên em có thể giao xe tận nhà, và khi đó đến đó chúng ta có thể test chất lượng thoải mái. Mọi người đừng quên lấn like và đăng ký kênh YouTube này của em để xem được nhiều video của bên em hơn. Hiện tại thì nếu như anh chị mua mới chiếc xe này thì nó không có giá dưới 1 tỷ đâu ạ. Ở Hà Nội nếu lăn bánh chiếc xe này nó rơi vào khoảng 1 tỷ 50 triệu gì đó, khoảng 1 tỷ 50. Thì mua chiếc xe này anh chị sẽ tiết kiệm được đâu đó khoảng hơn 100 triệu so với mua mới rồi. Đó, chiếc xe này còn rất mới và siêu lướt. Em là Song Thảo, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em. Mọi người nhớ là ấn đăng ký kênh YouTube này nhá, hoặc là qua trực tiếp cửa hàng của bên em ở 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để xem xe và trải nghiệm về thực tế. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.